Các bạn muốn tính diện tích căn nhà này chiếm bao nhiêu? Ở sơ đồ ta đã có ghi độ dài và nhiệm vụ của các bạn đó là tính diện tích. Các bạn đã được cho kích thước của một vài bức tường của căn nhà. Đây là 18m, đây là 8m, đây là 20m, đây là 20m, 5m, 26m, 15m và cuối cùng là 25m. Các bạn có thể sẽ nhầm lẫn vài chỗ, các bạn biết cách tính diện tích rồi nhưng mà làm sao để có thể tính diện tích hình kỳ lạ như thế này? Mình khuyên các bạn nên tạm dừng video và thử nghĩ ra cách tính diện tích của căn nhà này nhé, bằng cách sử dụng các phương pháp mà các bạn đã biết. Không biết là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này nhé. Như vậy, nếu như ta chia căn nhà này thành các hình chữ nhật rồi tìm diện tích các hình chữ nhật nhỏ đó, thì như vậy ta có thể giải quyết bài toán này rồi. Ta cùng chia thành các hình chữ nhật nhỏ đơn giản hơn nhé. Như vậy ta có một hình chữ nhật ở đây, nó có chiều rộng là 20m, chiều dài là 20m. Đây sẽ là một hình chữ nhật. Ta sẽ tính ra được diện tích của nó. Rồi ta thiết lập một hình chữ nhật khác có chiều dài là 26m. Và chiều rộng thì là đoạn này. Ta phải suy nghĩ để tính độ dài đoạn này là bao nhiêu. Cùng suy nghĩ nhé. Ta tìm độ dài đoạn này như thế nào nhỉ? Ở đây là cộng 5m. Thì là sẽ bằng độ dài đoạn này. Chính là bức tường đối diện hình chữ nhật này. Như vậy độ dài này cộng 5m. Cho nên ở đây là sẽ bằng 15m. Hình chữ nhật màu xanh này có 15m chiều rộng và 26m chiều dài. Thêm một hình chữ nhật khác là ta có một hình chữ nhật này với 18m độ dài và đây là độ dài kéo hết căn nhà như thế này. Và ta làm sao để có thể tìm được độ dài của nó? Ta biết ở đây là 8m. Ta cũng biết ở đây là 20m. Ta biết ở đây là 26m. Như vậy độ dài là sẽ bằng 26m cộng với 20m. 26 cộng với 20 bằng 46, cộng với 8m bằng 54m. Như vậy độ dài ở đây là 54m. Ta đã làm đúng chưa nhỉ? Cùng nhau kiểm tra lại nào. 8 cộng 26 bằng 34, cộng với 20 bằng 54. Và cuối cùng, hình chữ nhật cuối cùng mà ta cần giải quyết việc tìm độ dài, đây là 15m chiều rộng và 25m chiều dài. Như vậy ta đã có thể tính được diện tích của các hình chữ nhật nhỏ khác nhau. Hình chữ nhật đầu tiên ta cùng nhân nhé. Là 20 nhân với 20. Đây chính là diện tích của hình chữ nhật này. Cộng cho 15 nhân với 26. Mình sẽ viết ở đây. Đây là diện tích hình chữ nhật bên cạnh này. Cộng với 18 nhân 54 là diện tích hình chữ nhật này. Và cuối cùng, cộng với 15 nhân 25 là diện tích hình chữ nhật ở đây. Giờ ta cùng nhau tính giá trị từng bước một. 20 nhân 20 thì là bằng bao nhiêu nhỉ? Đơn giản rồi, đó chính là bằng 400. 15 nhân 26 thì bằng bao nhiêu? Ta sẽ viết ra bên này. Đó là 26 nhân với 15, 5 nhân 6 bằng 30, 2 nhân 5 bằng 10, cộng với 3 bằng 13. Tiếp tục 10 nhân với 26 bằng 260. Ta cộng lại, ta được 390. Vậy nên đây là 400 cộng với 390. Tiếp tục 18 nhân 54, hay chính là 54 nhân 18. 54 nhân 18, 8 nhân 4 bằng 32, 8 nhân 5 bằng 40, cộng với 3 bằng 43. Tiếp đến nhân 10 với 54 bằng 540, cộng lại 2 cộng 0 bằng 2, 30 cộng 40 bằng 70, hay nói cách khác là 3 cộng 4 ở hàng chục. Và đây là 4 hàng trăm cộng với 5 hàng trăm, như vậy ta được 972. Ta còn cần phải tính một hình nữa. Lấy 25 nhân với 15, ta có thể tính nhẩm trong đầu. Đây là 26 nhân với 15, đây là 25 nhân với 15. Và kết quả này trừ cho 15 thì là bằng 375. Để mình ghi cùng màu phía trên.
Như vậy là cộng với 375. Và giờ ta chỉ cần cộng các số này lại, ta có 375 cộng với 972 cộng với 390 cộng với 400. Đây chính là phép tính mà ta cần tính. Mình đảo ngược lại một chút, 5 cộng 2 bằng 7, 7 cộng 7 bằng 14, cộng 9 bằng 23, 2 cộng 3 bằng 5, cộng 9 bằng 14, 17 và 21. Như vậy diện tích căn nhà này là bằng bao nhiêu? 2137 m².